khi trong tim ta một ngàn lớp sóng như xô vào nhau, cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu. Sau bao đêm âm u, chợt thấy cuộc sống. Xin chào, dear colleagues. I know when I'm sending this video, you are still blocked in the warehouse. Still 7 days to go. First, I would like that I'm very much grateful of your decision to give those days for Classic Fine Food working hard to trying to continue to deliver our customers. I know at the same time it's not an easy time for you and your families. Vietnam is currently in a very challenging situation, but it's a young, dynamic and powerful country, and I'm sure that you will overcome this issue. Meanwhile, I wish you all the best continuing to work hard, and hopefully you will be able to recover afterwards and giving a new perspective for Classic Fine Food. All my best, and once again, a big thank you for your dedication. Thank you. Tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai. Dear Tim Oy, I want to give you a personal thanks, because without your devotion, without your motivation, without your flexibility, in order to stay 14 days in the warehouse, it will be impossible for us to make business. So if today the company run, if today we make some sales, it's because of you. Without you, we could not do it. So big thanks for you. Big thanks. Dear team, today I would like to send you this message to express you how proud I am of the job that you have achieved. The level of service that you are providing to our customers during this hard time is fantastic. Please keep it up. We know it's already 7 days that you are all together. You are making us very proud of you. Please keep going. Thanks again for all the things that you have achieved together. Thank you. Thank you very much, the warehouse team, for all your dedication and your support. We appreciate it very much. Thank you. Thank you. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em kho và giao hàng đã hỗ trợ công ty trong giai đoạn này. Mong rằng tất cả các anh em luôn khỏe mạnh và cố gắng giữ sức khỏe thật tốt nhé. Bước chân ta vượt qua như con sông kia trôi, rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiên thần. Ngày hay đêm vẫn không ngừng mạnh mẽ cố gắng ta vượt qua. Tiến lên nào những anh hùng, we love you and thank you. Thank you.
tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng. Hồ Chí Minh team cố lên. Ok. Hồ Chí Minh team.